Rồi, Nghĩa xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ATP Club Channel và xin chào mọi người đã đến với video nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của mình. Như vậy là chúng ta đã khép lại hai phiên giao dịch của tuần này, đúng không? Chúng ta đã khép lại phiên giao dịch thứ hai và thứ ba. Chúng ta sẽ còn với nhau ba phiên giao dịch nữa. Trong đó thì chúng ta sẽ có hai phiên giao dịch ngày mai và ngày mốt sẽ khép lại tháng 10 năm 2024. Tháng đầu tiên của quý 4, quý cùng của năm. Đấy. Thì rõ ràng cái sự vận động của thị trường nó đang trôi đi rất là nhanh và hình như hoạt động đầu tư chứng khoán mình thấy có vẻ nó là một cái hoạt động, một cái công việc mà nó trôi thường nhanh nhất. Đúng không? Và sáng chúng ta thấy 9 giờ vào phiên, 3 giờ chúng ta cái phiên, tự nhiên thì mọi thứ nó cứ trôi qua một cách cực kỳ chóng vánh. Đấy. Thì rõ ràng sau cái phiên giao dịch ngày hôm qua và sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì lúc này nó sẽ có nhiều chuyện đầu tư mọi người. Sẽ có nhiều chuyện đầu tư mọi người sao ta? Gọi là tích cực hơn một tí, tích cực hơn một tí. Đấy. Rõ ràng thì chúng ta đã bắt đầu có những động thái ổn định dần lên, cũng có những cái cổ phiếu tăng điểm, đặc biệt ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Và sắc xanh nó khá là nhiều, điều đó nó sẽ mang lại được một cái sự tích cực cho thị trường. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận với nhau là ba phiên còn lại nó có một cái diễn biến nào tươi mới hơn nữa hay không, hay thị trường chúng ta nó sẽ là một cái diễn biến khó khăn nữa. Đấy, thì Nghĩa sẽ đưa thêm cái góc nhìn của Nghĩa để anh chị nhà đầu tư mọi người có thể cùng theo dõi, đánh giá và có một kế hoạch hành động với thị trường này ha. Ok, cái thumbnail ngày hôm nay mình để nó sẽ hơi khác một tí, mọi người có thể thấy được cái thumbnail ngày để đó là cơ hội giảm, nghĩa dùng từ là cơ hội giảm, tức là trong thị trường nó có thể giảm nhưng cái việc giảm này nó sẽ là cái cơ hội, đó là, tức là thị trường chúng ta đang khi người công việc bắt đầu quay trở lại tăng, tuy nhiên nó hoàn toàn có một cái cơ hội để giảm, vì khi nó giảm nó sẽ mang lại cơ hội để chị cho tôi mọi đầu tư, cho nên mình dùng cái từ cơ hội giảm. Đấy. Và cụ thể như thế nào thì Nghĩa sẽ cùng đi vào phân tích đánh giá với anh chị nhà đầu tư của mình thôi. Trước tiên thì ngày hôm qua Nghĩa không có xuất hiện với anh chị, Nghĩa không có làm video hay không có livestream được, tại vì như anh chị nhà đầu tư mọi người có theo dõi anh em trên Facebook, các thứ có hoạt động tương tác của anh em thì mọi người cũng đều đã biết đó là anh em ATP ngày hôm qua còn kẹp ở Đà Nẵng, cho nên Nghĩa không thể về làm việc một mình được, mà chắc chắn là phải ở cùng với mọi người. Anh em làm việc, anh em đi đâu cũng có nhau cả. Và tôi phải tới 11 giờ ngày hôm qua Nghĩa mới về tới nhà, tại vì 10 rưỡi tối là Nghĩa đưa một số anh em ở đầu cầu Hà Nội ra sân bay. Anh em Sài Gòn thì bay sớm hơn một tí, anh em đầu cầu Hà Nội thì tối ngày hôm qua 10 rưỡi Nghĩa đưa ra tới sân bay, về tới nhà xong mà 11 giờ các thứ. Đấy, thì bắt đầu mới về được nhà. Nói chung mà mặc dù ở Đà Nẵng, tuy nhiên đi từ hôm thứ tối sáng thứ sáu à chiều xuống mặt từ sáng thứ sáu rồi đây 11 giờ mới về tới nhà, nhưng mà cũng hơi khá không khác gì các anh em khác cả, nên anh chị nhà đầu tư mọi người cũng thông cảm. Và quay trở lại cái này, chúng ta sẽ quay lại đúng công việc của mình, quay lại đúng cái nhiệm vụ của Nghĩa, vai trò của Nghĩa là một người tư vấn, một người đồng hành cùng với anh chị. Tuy nhiên trong khoảng thời gian cuối tuần thì mình cũng có tranh thủ một vài phút ngắn ngủi, gọi là anh em nghỉ ngơi, mình quay về nhà mình làm một cái video gửi đến chị cho thị trường tuần mới. Anh chị có thể thấy trên màn hình đó là video cơ hội thị trường chứng khoán tạo đáy, thời điểm vàng để mua cổ phiếu, và thumbnail đó là chứng hồi. Khi mình nghĩ ra cái video này thì có rất nhiều anh chị nhà đầu tư mọi người hy vọng, nhưng còn có nhiều anh chị nhà đầu tư mọi người sẽ gọi là không có niềm tin với thị trường, mọi người vẫn lo lắng rất nhiều. Nghĩa khá là vui khi có một chị nhà đầu tư trong những cộng đồng, chị đặt bài cho Nghĩa đó là Mr. Bullish, tức là lúc nào cũng tích cực với thị trường cả, chứ không có một cái tiêu cực gì với thị trường cả, lúc nào cũng thị trường rất là lạc quan. Đấy, thì Nghĩa rất vui vì chị có thể mình đặt cho mình một biệt danh như vậy. Thật ra cái Nghĩa nghĩ rằng cái không phải là mình gọi là mình một chiều, không phải một chiều, mà nghĩa là cái sự tích cực của Nghĩa nó là sự cần thiết trong thị trường chứng khoán. Rất tích cực ở đây không phải cái thị trường nó đi lên nó là tích cực, mà cái sự tích cực ở đây đó như là trong mọi hoàn cảnh, mọi cơ diễn biến của thị trường nó đều có nguy và cơ. Thế
Thế thì việc của mình không có gì phải lo lắng để mình tham gia đầu tư chứng khoán cả. Chúng ta cố gắng giữ với nhau một cái tinh thần cởi mở, sự bình tĩnh nhất định của thị trường, phản ứng với mọi thứ và thích nghi với mọi thứ trên thị trường chứng khoán. Thì như vậy mình nghĩ rằng cái hoạt động đầu tư chứng khoán nó sẽ tích cực và nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Đó. Người anh chị thấy những người mà thành công chẳng có ai người ta vội vàng cả, người thành công chẳng có ai có người ta tiêu cực cả, người thành công người ta luôn giữ một cái tâm thế đó là lạc quan cởi mở, đón nhận mọi thứ và sẵn sàng ứng phó với điều khó khăn nhất. Cho nên hy vọng là cái tinh thần của Nghĩa nó cũng mang lại được cho chị nhà tôi của mình và mọi người cũng đã thấy ngày hôm qua ngày hôm nay chúng ta cũng đã một cái sự hồi phục khá tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam, cho nên đúng giống như cái thumbnail mà người đang để cho tuần này là chứng hồi. Đấy, thì cái sự hồi phục này nó kéo dài thêm được nữa hay không thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích với nhau. Mọi người chú ý cho Nghĩa cái tiêu đề của video này đó là người nói là cơ hội thị trường chứng khoán tạo đáy ha, thời điểm vàng để mua cổ phiếu. Đấy, cơ hội trong tuần mình cũng chia sẻ rất rõ với anh chị ở trong tuần này rồi. Rồi thì bây giờ Nghĩa sẽ đi vào một vài cái thông tin kinh tế vĩ mô cơ bản một tí để anh chị nhà tư mọi người có thể theo dõi ha. Chứ thì biết là đoạn này mọi người đang quan tâm khá là nhiều về câu chuyện của thị trường, mọi người quan tâm khá nhiều về câu chuyện của thị trường và đặc biệt những cái thông tin ở bên ngoài, thì cho nên mình cũng thể dành thời gian chia sẻ cập nhật với anh chị một cách thường xuyên hơn về các dòng chảy kinh tế vĩ mô và cơ bản. Thế anh chị mọi người có thể thấy trên màn hình đó là cái tỷ giá về đô la. Thì trong cái video này Nghĩa đã chia sẻ với anh chị cái video ở cuối tuần, Nghĩa chia sẻ rất kỹ với mọi người về câu chuyện tỷ giá và đồng đô la. Và như thấy ngày hôm qua ngày mình không có nhìn, không có lên sóng với chị, nhưng mà ngày hôm nay người thấy tỷ giá đô la Mỹ đang bắt đầu quay trở lại giảm ở mức 25.300 đồng. Thì khi mà cái việc đô la tăng thì trong cái video này Nghĩa đã chia sẻ rất rõ với mọi người, nếu chị nào mọi người có theo dõi thì anh chị cũng đã nắm đúng không. Nó có hai cái động thái chính. Cái động thái thứ nhất đó là câu chuyện đó là chúng ta chuẩn bị trả một cái khoản nợ ra vào khoảng 2 tỷ USD trong mặt ngắn hạn ở đầu tháng 11. Cái việc thứ hai đó là chúng ta có cái cường độ tăng giá của sức mạnh đồng đô la DXY. Đấy, chúng ta có một cái sự tăng giá quay trở lại mạnh mẽ của đồng đô la DXY. Thì mình đã cập nhật với anh chị là nó sẽ là một cái động thái ngắn hạn thôi. Chứ nó không có câu chuyện là kéo dài một cái xu hướng tổng thể. Vì nó đang nóng thì nó phải xu hướng nóng. Nó giống như một cái quả banh tennis thôi chị, cái gì mà nó thảy nhiều thảy xuống mạnh thì nó sẽ bật mạnh, rồi lên cao thì mạnh thì nó lại rớt xuống mạnh, nó đơn giản như vậy thôi. Thì tỷ giá nó cũng như vậy, tỷ giá gì thấy cái sự phát triển mọi người nhìn lại, ví dụ như là năm ở giai đoạn từ đầu năm đi, nó có một cái sự phát triển cần giai đoạn để đẩy lên cao trào có chị. Mọi người thấy cái mỗi khi mà nó tăng dựng đứng thì ngay lập tức sau đó nó chính là đỉnh chặn lại. Thì chúng ta thấy từ cái thời điểm rơi vào khoảng cỡ cuối tháng 9 khi bổng vẹn trong tháng 10 thôi, thì trong bổng vẹn trong tháng 10 chúng ta thấy là tỷ giá chúng ta lại tăng một cái quay trở lại khoảng cỡ ở 23 ngày quay trở lại cái vùng đỉnh của năm. Trong khi cái cách tăng đó ở nếu như chúng ta nhìn từ đầu năm thì nó phải phát triển từ cuối tháng 2 cho đến tháng 4 à. Cuối tháng này đi, cuối tháng 4. Tức là nó rơi vào khoảng là 2 tháng. Cái 3 tháng chứ. Với tháng 2 đến với tháng 3, 2 tháng để nó thể phát triển như thế này, còn nay chỉ bổng vẹn có 20 ngày. Ta đã rút ngắn thời gian xuống, đây được gọi là một cái sự tăng nóng, và tăng nóng chắc chắn nó phải giảm nóng, đó là một câu chuyện quy luật rồi, nếu không luật bất thành văn cái gì, bất cứ một cái nền tài chính nào, công chuyện nào nó đều như vậy. Thì nghĩa là trả lời rất kỹ với anh chị trong cái video này, nghĩa chia sẻ với mọi người nó có hai điểm để chúng ta hiểu câu chuyện vì sao tỷ giá chúng ta tăng. Một, đó là cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la nó quay trở lại tăng. Tại vì chỉ số sức mạnh đồng đô la nó quay trở lại tăng nó có nhiều cái điều kiện, cái điều kiện phát triển rồi câu chuyện căng thẳng rồi tiềm lực rồi các số liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt gì ghi nhận là bắt đầu nó đã tốt dần lên. Khi số liệu kinh tế của Mỹ ghi nhận đã tốt dần lên về hoạt động kinh tế thu nhập thì bắt đầu là gì thấy là cái tiềm lực tăng trưởng của giá đô của sức mạnh đồng đô khi nó lại đi lên, khi đó người ta đánh giá rằng kinh tế phục hồi thì không có câu chuyện kìm hãm về mặt tỷ giá và hoạt động chi tiêu của người dân nó sẽ được kích thích hơn, thì chắc chắn đô nó có giá trị và anh chị thấy đi một phần đấy y nó tăng là như vậy.
Thì đây là những cái vận động hết sức ngắn hạn thôi. Và trong cái video này thì Nghĩa cũng đã chia sẻ với anh chị nhà tư mọi người kỹ vì một cái thông tin nữa mà mọi người cứ nói hoài, những cái phiên dịch tuần trước khi thị trường nó giảm, đó là câu chuyện về bán tín phiếu hút tiền về, đúng không? Đấy, câu chuyện bán tín phiếu hút tiền về. Thì Nghĩa cũng cập nhật với chị thì đây là một cái hoạt động thường niên của hệ thống ngân hàng nhà nước, chúng ta gọi là một cái nghiệp vụ ngân hàng nhà nước, người ta phải thực hiện, người ta thực hiện hàng ngày luôn trong tuần, đương nhiên trừ thứ bảy và chủ nhật. Thì rõ ràng trong cái hoạt động mà chúng ta đang thấy thì ngân hàng nhà nước người ta luôn thực hiện hai nhiệm vụ song hành, đó là mua vào và bán ra, mua vào và bán ra như vậy. Đó là người ta bơm tiền ra ngoài và người ta thu tiền về. Thì mọi người thấy ví dụ như ở tuần trước thì có cập nhật với anh chị, đó là nó khá là cân bằng về câu chuyện mua và bán, nó không có động thái gì cả. Tuy nhiên thì khi mà thị trường giảm ra, nhà đầu tư mọi người lại lo lắng và mọi người lại nhắn nhào lên, như mọi người cứ nói bán tín phiếu hút tiền về, nhưng mà không ai nhìn về câu chuyện đó là hệ thống ngân hàng nhà nước bơm tiền ra cho hệ thống như thế nào đó. Thì đấy, phiên giao dịch ngày hôm nay, ví dụ ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 10, thì vậy thấy là phía ngân hàng nhà nước người ta đang bơm ra như vậy 15.000, bán 2.400, vậy thấy nó có những cái sự chênh lệch, đúng không? Chẳng ai đề cập tới cái việc phiên dịch ngày hôm nay cả, chẳng ai nhiều về câu chuyện là ngân hàng nhà nước người ta bán hay rút ra bao nhiêu cả. Đó. Chẳng ai quan tâm trong phiên dịch ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mọi người nhìn về cái thông tin này. Ở lúc này ai bắt đầu nhiều về cổ phiếu thì sẽ có một top nhà đầu tư mọi người lo lắng về việc đó là có mua vào không, hay là bây giờ không mua thì cổ phiếu nó có tăng lên trong sự nghi ngờ, thì liệu nó có tăng lên trong sự nghi ngờ hay không, và một phần này là mua vào liệu nó còn chỉnh hay không. Đó, bây giờ bao lâu quan tâm về điều đó, chứ người thấy ngày hôm nay chẳng ai nhắc tới câu chuyện là ngày hôm nay ngân hàng nhà nước người ta hoạt động nghiệp vụ như thế nào, người ta mua bao nhiêu, người ta bán ra bao nhiêu, người ta bơm cho hệ thống như thế nào, người ta rút quyền như thế nào, không ai nói về câu chuyện đó cả. Cho nên đánh giá cái việc này nó không phải là tác động làm cho thị trường chứng khoán giảm nha, đừng lôi nó ra anh chị, nó buồn cười lắm. Cái này đó là một cái nghiệp vụ thôi. À, thì quay trở lại cái nghiệp vụ này nó thực hiện đều đặn thì anh chị cũng phải hiểu đó là câu chuyện về mặt tỷ giá, chắc chắn nó sẽ phải giảm trong đầu tháng 11 thôi. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là nó tăng nóng thì nó phải giảm nóng. Cái lý do thứ hai đó là cái gì? Cái câu chuyện tự động giảm, tại vì cái cuộc họp của Fed vào ngày 8 tháng 11, chúng ta biết là hoặc là ông giữ nguyên cái mặt bằng lãi suất hiện tại, hay là tiếp tục giảm lãi suất chứ không có chuyện tăng lãi suất. Cho nên cái tỷ giá là chỉ số sức mạnh của đồng đô la nó sẽ hiển nhiên nó sẽ chỉnh, hiển nhiên nó sẽ quay trở lại, nó giảm một cách tự nhiên, và đương nhiên cái việc tỷ giá chúng ta cũng sẽ phải như vậy. Cho nên đây không phải là cái áp lực lên thị trường chứng khoán của mình, và chúng ta cũng có hai cái bối cảnh Nghĩa cũng đã bóc rất kỹ với chị trong cái video này về câu chuyện tỷ giá. Đó là như ở tháng 5 á, như ở tháng 5 á, thì tỷ giá chúng ta tăng, nhưng lúc đó chúng ta đang là nhập siêu, nhập siêu, và bây giờ chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn xúc siêu, và đặc biệt cái giai đoạn cuối năm 2024 thì là một cái giai đoạn mà luôn đẩy mạnh về các hoạt động sản xuất và công nghiệp liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu nữa. Và khi xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, chúng ta đang có một cái cảnh xúc siêu, thì thằng dư thương mại nó sẽ xuất hiện, có nghĩa là đô nó lại đem về hệ thống rất là nhiều. Đó, nên chị nhau tới mọi người không phải lăng tăng ha, bối cảnh nó khác nhau các thứ, cho nên đừng nghĩ những cái thông tin này nó làm cho thị trường chứng khoán chúng ta giảm là tuần trước, nó không phải cả nhà. Đơn giản đó là tạo lập thị trường, người ta muốn cái điều đó nó diễn ra, chứ nó không phải là câu chuyện là tỷ giá tăng hay là đô tăng hay là ngân hàng nhà nước người ta hút tín phiếu ABC hay gì hết. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh, nếu chị mọi người đã quan tâm về số liệu kinh tế vĩ mô và diễn gì và cơ bản, thì mọi người phải hiểu và đánh giá nó ở trong bối cảnh như thế nào, khách quan như thế nào. Ok anh chị nhé, cho nên Nghĩa muốn chia sẻ thêm, và chắc chắn giai đoạn này mình sẽ cập nhật một cách thường xuyên với anh chị, tại vì anh chị nhà tư mọi người đã khoái được cái món này, mọi người đã muốn nghe về cái món này khá là kỹ rồi. Ok, đó là các thông tin cơ bản. Còn quay về với thị trường của chúng ta, thì chúng ta đang có được một phiên thị trường chúng ta tăng điểm khá tốt giữa phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúng ta tăng được 7 điểm, đúng không? Rất tích cực. Thị trường chúng ta đang đóng cửa là 1261.78. Vậy thì HNX Index đang là 225.56, tăng 0.97 điểm. Upcom là 92.32, tăng 0.18 điểm. Và VN30 chúng ta là 1335.76, tăng 7.43 điểm.
rõ ràng các cổ phiếu của chúng ta đang tăng giá, cái sự phát và phải xin lỗi chị, mình nói nó bị liều. Rõ ràng chúng ta đang thấy bốn chỉ số chúng ta đều đang tăng giá ở phiên dịch ngày hôm nay, và chúng ta có thể dùng một cái từ đó là đồng thuận tăng. Thị trường phát triển trở lại khá ổn, đúng không? Cái phiên giao dịch hôm thứ năm tuần trước thị trường nó giảm cho chị 13 điểm mà, 13 điểm về index. Thì phiên dịch ngày hôm nay nó lại nói lại cho chị 7 điểm, đúng không? Nó cũng được 1/2 chặng đường rồi. Nhưng nhà tôi chắc chắn thì vẫn chưa hề tự tin với thị trường được. Cái chuyện này nó là dễ hiểu, tâm lý mà. Khi cái nỗi sợ nó đến với anh chị thì nó còn dai dẳng ở đó. Khi nào chúng ta trải qua cái sự sung sướng thì bắt đầu chúng ta mới quen đi những cái câu chuyện nó đau đớn này. Thì đó là vận động về mặt tâm lý thì mình chứng khoán. Thì cái video dịch ngày hôm nay chúng ta thấy được cái sự tích cực, đó là dòng tiền chúng ta mua rất là nhiều. Hầu như nhóm ngành nào cũng đều mua chủ động, và kể cả cái nhóm ngành mà ngày hôm nay nó giảm điểm nhiều nhất về mặt bằng của các cổ phiếu đó là bất động sản. Thì anh chị thấy là bất động sản phiên dịch ngày hôm nay cũng chiếm một cái tỷ trọng mua ròng chủ động lên 51%, chứ không phải là bán ròng. Chứng tỏ một việc, đó là thị trường chúng ta ở phiên dịch ngày hôm nay dòng tiền nó đổ vào cho câu chuyện mua chứ không phải là câu chuyện bán. Và khi mà thị trường nó đã giảm đủ một cái ngưỡng mình nghĩ là nó có sự chiết khấu về mặt cổ phiếu, và chúng ta thấy dòng tiền mua có nghĩa là người ta đang thích nghi với thị trường rồi, và cuộc chơi nó đang thể hiện ở đây. Ok, rồi nhìn qua thị trường cái nữa, đó là vì cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó có một cái điểm đáng chú ý, đó là thị trường chúng ta mở một cái gap. Chúng ta đóng cửa ngày hôm qua quanh 1254, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta mở gap là quanh 1258, cộng 1259, một cái gap quanh 4 điểm. Tuy nhiên chúng ta không lấp vào trong phiên, đúng không? Cái gap này chúng ta không lấp vào trong phiên. Đó, cái gap này chúng ta thấy là thị trường nó đang bỏ ở mặt cái quả phiên giao dịch ngày hôm nay. Cái gap nó mở ở phiên dịch ngày hôm nay nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nó đánh dấu là thị trường chúng ta không có rơi vào cái trạng thái bi quan, nhà đầu tư người ta không có hoảng loạn, không có bán tháo, không có chuyện chạy bỏ thị trường các thứ quá nhiều. Đó là lý do vì sao ở tuần trước thì nói với anh chị chốt hà một phần, nếu như thị trường mất 1263 tuyệt đối không bán hết trên mục, nghĩa như là chốt hà một phần. Đó, cái ý nghĩa thứ hai của việc là mở cái gap ngày hôm nay, mở gap này chắc chắn là phải can thiệp vào trụ mới thay đổi được chỉ số, đúng không vậy? Thì có nghĩa là tạo lập thị trường người ta còn tiền ở trong trụ, anh chị, tiền là còn trong các cổ phiếu trụ, tiền còn trong ngân hàng, đó, có nghĩa là cuộc chơi nó vẫn còn đó chứ không có chạy đi đâu, không có mất đi đâu cả, cho nên không có chuyện thị trường chứng khoán chúng ta sập gì hết. Anh chị nhau tư mọi người cứ nói thị trường nó sẽ sập rồi, thị trường nó sẽ về những gì 1x 1.2 rồi 1.160, bắt đầu cái những cái tiêu cực nó lại đổ dồn lên. Mình thấy cái này nó đừng có quá đại như vậy ha, mọi thứ nó cứ từ từ thôi. Gì muốn thị trường giảm hơn nữa nó phải có điều kiện nào đó, muốn thị trường tăng trở lại nó phải có điều kiện nào đó, chứ không phải là chúng ta nói không bừa bừa được ha. Thị trường muốn tăng lên, muốn vượt ngang 3, muốn uptrend, nó phải khi nào, nó phải vượt cái mốc nào, nó phải xảy ra điều kiện là cổ nào tăng, nhóm ngành nào tăng. Thị trường muốn giảm mạnh nó phải chịu gì, thị trường muốn sập nó phải điều gì, tất cả nó đều có cái nguyên nhân mới cho ra kết quả, chứ không phải là hô bừa là con số này con số kia anh chị nhé. Chẳng qua là mọi người lo lắng cho nên mọi người có thể nói như vậy, nhưng nghĩ rằng chúng ta cần phải khách quan với thị trường. Ok rồi, như vậy ý nghĩa của phiên dịch ngày hôm nay với cái gap này đánh giá nó khá là hay ho. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại với nhau về một sự vận động của thị trường, đó là thị trường chúng ta tăng điểm nhẹ nhàng ở buổi sáng. Sau đó thị trường chúng ta đến cái phiên buổi sáng, thị trường duy trì một cái mức độ trung bình. Bước qua đầu phiên chiều thị trường chúng ta có giảm nhẹ về và nó về lại quanh cái gap, sau đó thị trường chúng ta kéo lên chứ không có lắp cái này. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mọi người có nghe người nói về cái thời điểm đó là sau 2:15, đúng không? Sau 2:15 nếu như thị trường chúng ta kéo thì sau phiên giao dịch kế tiếp thị trường có thể tiếp tục kéo. Ngày hôm nay trên cái livestream lúc 12 giờ trưa phân tích về thị trường và trực tiếp ở trong phiên giao dịch thì Nghĩa có chia sẻ với chị về cái thăm minh đó, nó là 2:15 thị trường kéo thì có thể ngày mai nó tiếp tục kéo và thậm chí nó kéo đến hết tuần. Còn nếu như sau 2:15 mà giờ thấy thị trường đạp thì phiên giao dịch ngày mai thị trường nó sẽ quay về nó giảm và nó lấp cái gap của ngày hôm nay. Đó là cái cập nhật của mình. Và chúng ta đang thấy là 2:15 thì chúng ta có một cái nhịp kéo, 2:15 giờ thấy là có một cái nhịp kéo lên. Rõ ràng có thể thì nó đang dùng ý rằng phiên dịch ngày mai sẽ tiếp tục một phiên tăng điểm. Rồi lướt qua một vài nhóm ngành thì chúng ta thấy phiên dịch ngày hôm nay nhóm ngành ngân hàng
ăn tăng có thời điểm cổ phiếu nó kéo vào cuối phiên, ví dụ như con VIP nó kéo lại 3% là thời điểm cuối phiên rất đẹp, đúng không? VIP nó kéo lại 3% mà cuối phiên rất là đẹp. Nhưng mà có HDB cũng kéo tăng được 2,4 gần 2,5%, OCB rồi MBB VVB mọi thứ tăng nhẹ nhàng đó. Rồi anh dễ STB nó quay trở lại tăng cả được gần 1%. À, thì nhớ lại cái phiên giao dịch thứ năm tuần trước khi thị trường nó đè ở Vinhome và đè ở STB, nhiều chị nhà tôi mọi người rất lo lắng về câu chuyện đó là ngân hàng nó gãy đổ, ngân hàng sập rồi tiền rút ra khỏi ngân hàng à. Thì nghĩa đặt phân tích có vẻ rất kỹ là mình nhận thấy cái điều đó. Có cái video vào tối thứ năm nghĩ gửi đến chị nghĩa thấy chẳng cái gì nói, ngược lại nghĩa thấy tiền nó vẫn trong ngân hàng, nó thủy ở cổ phiếu thôi, và nó dùng một cổ phiếu tăng tốt nóng thu hút sự chú ý của nhà tư thủy y thôi. Còn lại mặt bằng các cổ phiếu ngân hàng khác nó vẫn ổn định, dòng tiền nó vẫn ở đó. À, và nếu như dòng tiền nó vẫn ở trong trụ thì nó không có câu chuyện thị trường nó đi. Và điển hình phiên giao dịch ngày hôm nay tổng cả ba sàn chúng ta đang cộng lại nó rơi vào đâu đó khoảng cỡ là gần 20.000 tỷ. Ồ, phiên giao dịch ngày hôm nay cuối phiên bơm tiền khá tốt nha. Gần 20.000 tỷ. Trong đó thì VN Index chúng ta là gần 19.000, như VN 30 chúng ta là gần 12.000. Nó vượt ngưỡng 1/2 luôn. Bạn gì thấy là duy trì cả hai đồng 2 tháng nay, đó là tiền nó cứ quanh như vậy. VN 30 luôn chiếm một cái tỷ trọng từ quanh 1/2. Có lúc thì cao hơn cả 1/2, có lúc thấp hơn 1/2 một tí thôi. Có nghĩa là tiền lớn nó đầu vào một cách dai dẳng, thời gian dài, và nó vẫn còn ở trong đó nó giao dịch. Cái này không có câu chuyện là nó xả ra vậy, chỉ là khi nào mà nghe các cổ phiếu trụ nó kết thúc, tiền nó bán ra một cách đồng loạt, hệ thống ngân hàng nó rút ra các thứ thì đó ngân hàng nó chết. Còn bây giờ cổ phiếu tiền trụ nó còn ở đó thì làm sao mà thì được nó chết được. Vậy nhìn qua VN30 chúng ta thấy là ngoài VIB, HDB chúng ta có những gì, chúng ta có BM, BCM cũng tăng rất là tốt. Nó có thế giới di động hôm nay đánh dấu vào một phiên tăng đẹp, và thế giới di động hoàn toàn có thể có lại một cái nhịp tăng ngắn lên ở quanh của vùng giá 69-70 nữa. Đấy, mọi người nhiên đấy. Hoàn toàn vậy, hoàn toàn có khả năng có thể có một nhịp tăng lên vùng giá 69-70 nếu như cái cách đánh của phiên giao dịch ngày hôm nay có dùng cái này cổ phiếu và vẫn phát triển tốt mà, đúng không? Vậy bây giờ cũng đang có dấu hiệu tạo đáy, rồi hay là Hòa Phát. Hòa Phát đang cố gắng quay trở lại để công cái cản 23-27.3 lên. Với cái target như vậy là chia sẻ như vậy, nó sẽ quay về cái vùng đỉnh quanh vùng giá 30 cho cái tháng 11 sắp tới đây. Các cổ phiếu trụ nó còn cuộc chơi như thế này thì làm sao mà thử chúng ta kết thúc được, đúng không vậy? Ngày hôm nay mọi người thấy cả ba sàn chúng ta có đứng riêng trên HOSE thì chúng ta đã có 11 cổ phiếu tăng trần. Mọi người ghi nhớ một điều, cho dù cái phiên thị trường nó đạp một cách khủng hoảng ngày thứ năm tuần trước, VN30 chúng ta giảm 20 điểm, đúng không? VN đấy chúng ta giảm 13 điểm, nhưng mà chúng ta chở một mã nằm sàn duy nhất. Còn phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta tăng 7 điểm, nhưng chúng ta có 11 cổ phiếu tăng trần. Như vậy rõ ràng cái sự phát triển của thị trường nó sẽ dễ hơn sau câu chuyện thị trường chúng ta nó gãy đổ đi. Cổ phiếu nó chỉ cần có môi trường để nó có thể phát triển, ngay lập tức nó sẽ bung hết sức mình. Và đó là những gì chúng ta đang thấy. Cái này thị trường với nghĩa người đánh giá nó dung hòa. Như cái cơ hội đẹp đẽ nó thuận lợi cho tất cả các cổ phiếu thì nó trôi qua rồi. Cái cơ hội đẹp đó để xảy ra điều đó nó bị trôi qua. Bây chúng ta phải lùi cái thời gian đó lại thêm khoảng 3 đến 4 tuần nữa chúng ta mới nhắc lại cái cơ hội đó. Còn cái thời điểm này thì mọi thứ nó sẽ dung hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên chị nhau tôi mọi người phải hiểu, phải thấy chúng ta tốt khi nào, xấu khi nào, chứ không có câu chuyện là chúng ta cứ một chiều như vậy ha, không có một chiều, phải linh hoạt, phải thích nghi được với thị trường. Rồi nếu nói về các nhóm ngành khác, chúng ta đều có được cái sắc xanh ổn ở thời điểm cuối phiên, ví dụ như mà có chứng khoán cầm xanh nhẹ, chúng ta có thép cũng xanh nhẹ, đúng không? Chúng ta có dầu khí tham chiếu và xanh nhẹ, giống như số khu công nghiệp cao su tăng khá là tốt, DTD tăng được 2%. Rồi chúng ta có gì đầu tư công, có bán lẻ đang quay trở lại khá là đẹp đẽ. Rồi chúng ta có nông nghiệp chăn nuôi cũng tăng nhẹ, chúng ta có thủy sản cũng tăng nhẹ. Sắc xanh chiếm phân bón hóa chất xanh tốt, chúng ta có CXV tăng trần luôn. Đó là những cái điều chúng ta có. Điền cũng xanh. Rõ ràng thấy các nhóm ngành đầu tiên ngày hôm nay xăng dịch may, vận tải cảng biển đó, mọi người thấy. Rồi cả hàng không có HVN tím luôn, đúng không? Thì ở phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ có một nhóm ngành duy nhất, đó là bất động sản.
cái thời điểm mà bất động sản nó giảm thì nhiều anh chị nhà tư mọi người lại nói ô bất động sản nó kéo thị trường về 1, 2, 4, 3, 1, 2, 7 kìa. Nghe nhìn qua không, nhìn qua mà nghe nói không. Thì nếu chị cho tôi mọi người theo dõi một cách tinh lý trong phiên giao dịch đó, thì người sẽ chỉ cho chị, mình đã chia sẻ với mọi người rồi chứ, mọi người rồi chứ không phải là không có. Đó là cái cách mà thị trường chúng ta phát triển ở trong phiên cái thời điểm mà nhóm bất động sản nó đè thị trường chị. Thời điểm bước qua phiên chiều nhóm bất động sản nó đè thị trường, thì cái thời điểm đó chị sẽ thấy nó chỉ khó bản đồ này bị lỗi này. Anh chị mọi người sẽ thấy thời điểm đó nó chỉ có là thanh khoản đột biến ở VN Index, còn VN 30 nó không có thanh khoản nào đột biến ở đây cả, có nghĩa là chỉ có cái sự bán ra của midcap hoặc là của cụ thể là cổ phiếu bất động sản, còn trụ nó còn nguyên, và nếu như trụ còn nguyên thì chắc chắn chỉ số còn nguyên, nên bất động sản nó không thể kéo thì được chúng ta đi xuống trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay được đó. Và rõ ràng anh chị mọi cũng có theo dõi từ cái phiên giao dịch thứ năm khi người nói về câu chuyện đó là nếu thị trường mất 1, 2, 6, 3 chúng ta sẽ phải bán hạ một phần hàng để chuẩn bị cover lại hàng bằng tiền khi cổ phiếu nó giảm thêm một tí nữa, thì mình không hề nhắc tới việc đó là gom mua bất động sản, đúng không ạ? Anh chị nào thấy người nói về gom mua bất động sản không, mà người nói vì là banh chứng và thép, ba nhóm ngành đó múc banh chứng và thép. Thì bây giờ mọi người sẽ không nhìn lại với nghĩa một vài cái cập nhật, mọi người cập nhật cho hệ thống khách hàng của mình từ cái giai đoạn trước, tuần trước. Ai cái phiên giao dịch thứ 5 khi thị trường chúng ta mất đi cái vùng 1.263, thì nghĩa cho hệ thống khách hàng nghĩa chốt một phần hàng ngắn hạn cổ phiếu dài hạn giữ nguyên. Sau đó đến thứ 6 nghĩa bắt đầu cập nhật. Thị trường chúng ta nó không xấu đến nỗi lo phải bán tháo rồi bỏ ngoài thị trường. Đơn giản phiên giao dịch ngày hôm qua chúng ta hạ một phần để có tiền trở lại mua cái vùng biên giới cover hàng thôi. Phiên giao dịch ngày hôm qua thì được chúng ta đạp trụ đưa về điểm 30 giảm 20 điểm nhưng mid cap thì rất rõ mức chiết khấu là đủ quanh 7% rồi, nên không có chuyện giảm nhiều thêm, cũng không bị xả hàng bán tháo. Do đó chắc chắn hôm nay sẽ là canh mua trở lại chứ không có canh bán nữa anh chị nhé. Hôm thứ ra sống việc mua sẽ nhìn vào cổ phiếu không nhìn thị trường, vì thị trường nếu giảm thì nó đè trụ, còn cổ phiếu là có cổ giảm trước thì sẽ có điểm mua trước, cổ giảm sau sẽ có điểm mua sau. Đó là cái góc nhìn của mình cho hệ thống khách hàng của mình, một phần để lại chuẩn bị lại mua trở lại chứ không có chuyện bán hết ha. Rồi bạn nghĩ đưa rất rõ các cổ phiếu cho hệ thống khách hàng của nghĩa khanh mua này, anh chị thấy là VCI nói riêng và dòng chứng khoán nói chung nó đang ở ngưỡng tâm lý bi quan chán nặng rồi, cho nên chứng banh đây là đáy, đưa điểm mua cover chứng VCI, BVS, FTX, CTX, BXI, 5 cổ phiếu hệ thống khách hàng mình đi. Thép, VGX, Hòa Phát, Banh, MBB. Và có khả thứ 6 có khả mua thêm là gì? Masan. Masan. Cái gì? Cổ dài hạn với mình đang giảm lấp gấp gì? Canh dài hạn đi. Gia tăng né quanh 77. Target vẫn là 88%. Điểm mua lần 1 là 73.5 đến 74, điểm mua lần 2 là 73, điểm mua lần 3 là quanh giá 75 và lắp gáp canh quanh 77 mua điểm mua lần 4. Dài hạn là giảm là gom nó chẳng có hạ bán gì hết, còn đủ rồi thì ngồi yên. Khách hàng không bắt hàng đi nó như vậy như vậy có ngắn hạn là hạ một phần để mua lại không? Dạ là ngồi nguyên đúng không? Thì mọi người hãy nhìn qua các cổ phiếu mà mình cho hệ thống khách hàng mình mua mình bắt cover hàng trở lại. Ví dụ như chị nhìn VCI đúng không? Chị nhìn VCI. Đó, mọi người thấy sao? VCI phiên thứ 6 mà sáng thứ 6 này đưa trời thống khách hàng nghe canh là 34.3 đến 34.5. Thì thấy VCI nó bị thấp nhất là 34.1. Có phải là mua gần như là ngay đáy không chị? Mua để kéo là hạ. Mua là kéo là hạ, mua thứ 6 kéo là hạ. Và vậy BVS 38.5 đến 39.2. BVS 38.5 đến 39.2. Phiên thứ 6 vậy là thấp nhất là 39.1. Ok anh mọi nhà. Bật. Rồi. Thì nói gì? FTX 40.5 đến 41. FTX 40.5 đến 41.
nó nằm quanh bầu giá là 40.85 đoạn đó. Ok, hôm qua ngày hôm qua bật 2%, ổn không cả nhà? Ổn đúng không? CTX 36.7 và 7.1 CTX là thứ sáu anh chị, 36.7 và 37.1 quanh đóng cửa 36.85, ok không cả nhà? BSI 47.25 đến 47.45 sẽ có dự phòng một phần về 46.35. BSI ok không vậy? 47 mình cho bắt lại sau 47.25 đến 47.75 dự phòng 46.35 còn đẹp hơn những gì này. Gì mọi người đều thấy nữa, các cổ phiếu nó lời bật. Ok ha. Rồi anh chị nhìn thép VGX 34 đến 34.6 ngân hàng. VGX 34 đến 34.6 ngân hàng. Ok. Có tăng 1,4%. Hôm nay 0.25 như vậy là cho được 1,5% để tăng nhẹ. Nhưng chắc chắn là bắt là ok. Hòa Phát 26 đến 26.2 dài hạn, cổ giữ dài hạn giữ nguyên rồi, tháng 9 đến nay chỉ mua gia tăng chứ không có chuyện over gì hết. Các cổ dài hạn là mua gia tăng đấy. Họ phát 26 262, ok không gì? Ok không? Rất ok đúng không? Bật như tôm luôn. Và anh chị thấy kỳ cả, nhưng mà cho gì mình cho bắt MBB 16 canh bắt MBB đi mua trước. Banh đang có MBB về đi mua trước. Chúng ta gom ở 124 anh chị nhé, chúng ta gom 124 ở đầu tháng 8, tháng 9 rồi. Vậy mà canh gom thêm ở 124.5 hay 4.6 này. MBB ok không vậy? 24.55, 24.5 đến 24.6 ok không ạ? À? Thứ năm bật đó. Và anh chị thấy ngoài có gì nữa, có cả Masan nữa. Masan 177 đúng không? Masan do từ hôm thứ sáu nó chưa có dưới 77, hôm thứ sáu nó về thấp nhất là 77.2, qua ngày hôm qua có dưới 77 mốc, ok cả nhà, bà tan tách hết đó. Cho nên vâng, đừng có cái chuyện đó là sợ thị trường. Và nếu như anh chị mọi người sợ thị trường, mọi người mua cao, mọi người sẽ xử lý như thế nào? Nếu mọi người mua cao, mọi người sẽ phải xử lý như thế nào? Nếu mọi người mua thấp, mọi người sẽ làm gì? Khi cổ phiếu tăng chúng ta quyết định như thế nào, khi cổ phiếu giảm chúng ta quyết định như thế nào, chứ không phải thị trường này mà chúng ta đánh giá theo một cách bi quan tiêu cực quá hoặc tích cực quá. Tức là khi mà thì cổ phiếu chỉ mua cao tới lúc nó giảm, các anh chị mọi người cắt, hầu như là cắt ngay đáy cả, mất việc cắt ngay đáy luôn. Ví dụ như VIP chị nào mọi người mà cắt cái bụng giá 18.4 là coi như toàn đúng không? Hôm nay nó là một phát ghê đấy, hôm nay nó có đồ điên chị thấy, nó đánh là nó đánh như vậy á, nó đánh là nó đánh như vậy. Cái về tới cạn chéo là nó bật, chị thấy rất rõ ràng. PCI này về tới cạn chéo nó bật, cho nên thì từ nó có một cái sự ổn định nhất định, quan trọng là chúng ta sẽ xử lý và thích nghi như thế đúng nào thôi anh chị. Anh đừng đổ lỗi cho thị trường xấu, thị trường Oppo hay như này như kia. Anh nghĩ cái câu chuyện nó xuất phát từ cái hành động của mọi người thôi. Nếu như anh chị nhà tư mọi người mua sai á, thì chúng ta sẽ phải biết cách xử lý sai như thế nào. Chứ không phải là mua sai là mình dứt áo ra đi. Tùy thị trường. Thị trường này nó không xấu tới một cái độ mà chị phải đứng ngoài. Cái đơn giản mọi người hạ tỷ trọng đó, đồ này là thứ năm và ngày thứ sáu và ngày hôm qua ok cho chị mọi người bắt này. Đó. Nếu như mà anh chị cho tôi mọi người mua đi mua tốt đó, thì đoạn này chị có gom thêm thôi chứ chẳng có gì phải lăn tăng cả, chúng ta hoàn toàn chủ động. Ok, cho nên anh chị cho tôi nào mọi người chưa có được một cái kế hoạch giao dịch linh hoạt với thị trường, chưa giao dịch bình tĩnh được, thì anh chị về đồng hành cùng với đó bất hạ của Nghĩa. Mở tài khoản tại SSI với ID là 2760, hoặc anh chị mọi người có thể mở tài khoản tại Zen với ID có nghĩa là BR8362. SSI thì anh chị mọi người biết hết rồi đúng không? Nhưng mà có một số chị mọi người sẽ không biết về Zen. Thì Zen nó là một cái công ty tài chính, nó cho anh chị mọi người sử dụng cái đồng bảy margin 28 cao. Mọi người nếu như quen giao dịch
margin cao thì anh chị hoàn toàn có thể về với Zen tham gia hệ thống bán hàng của Nghĩa cũng được. Bây giờ có ID tại Zen, giao dịch tại Zen, gắn ID của Nghĩa là BR8362 thôi thì cũng welcome tất cả mọi người. Đơn giản thế này, ví dụ như anh chị mười có sức mua là 500 thì giao dịch tại Zen nó sẽ lên được là 2 tỷ, lên được 2 tỷ rưỡi. Ví dụ như 1 tỷ thì lấy được 5 tỷ, 200 triệu thì sức mua chỉ lấy được 1 tỷ. Đấy, cho nên mọi người có thể giao dịch tại Zen nếu anh chị mọi người không muốn giao dịch về AXI bằng một cái lý do nào đó, anh chị đăng giao dịch tại VPS, MBS, TCBS, ABC, XYZ. Nếu mọi người không muốn về AXI thì mọi người có thể cân nhắc về Zen giao dịch cũng được ha. Ok. Rồi, đó là cái chia sẻ của Nghĩa về thị trường hai phiên thứ 5 và thứ 6. Chúng ta sẽ nhìn thêm một cái nữa là phiên dịch ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì Nghĩa không có livestream, không có làm video cùng với mọi người. Và Nghĩa có nhắc lại cho hệ thống khách hàng của mình là điểm mua cover hàng anh chị straight theo thứ 6 nha. Một số cổ nó chưa về thì chúng ta vẫn sẽ canh qua cover chứng thép và cả ngày ha. Rồi, ngày hôm nay thì mình nói về điều gì? Ngày hôm nay thì Nghĩa nói cho hệ thống khách hàng của Nghĩa đó là thị trường bước vào phiên dịch đầu tuần ngày hôm qua khá chán. Cái biên độ vận động của thị trường chỉ quanh 5 điểm cả một phiên. Thanh khoản cạn kiệt khi không ai mua bán gì nhiều, và với một cái giai đoạn mới tức là thị trường nó xuyên thì chúng ta sẽ có nhiều phiên tương tự như hôm qua, có nghĩa là biên độ dao động nó cũng sẽ quanh một cái ngưỡng nhất định và thanh khoản là cái có thể cạn. Thì rõ ràng cái biên dịch ngày hôm nay nếu như không tính ở khúc ở cuối ATC, ở cuối phiên và gần ATC khoảng cỡ sau 2:15 thì cả một phiên giao dịch anh chị mọi người thấy thanh khoản nó đều rất là cạn, rất là thấp, đúng không? Rất là cạn, rất là thấp, nó không có trạng thái khắc máy cả. Và đó là đặc trưng của thị trường xuyên ở cái vùng mà hoàn toàn có thể đáy, và cái việc mà thanh khoản thấp nó thì hoàn toàn là giai đoạn thị trường có thể tạo đáy. Rồi gì nữa, điểm rồi về phiên giao dịch, về kế hoạch của thị trường này hôm nay đó là với một phiên thị trường đi ngang ở ngày hôm qua, thị trường trước hết có thể mang đến một cái trạng thái là có đáy ngắn hạn khá rõ nét và hoàn toàn có thể bật tăng trở lại vùng 1263 trước khi thị trường chúng ta giảm trở lại vùng biên giới 1243-1236. Nghĩa cái chia sẻ với mọi người, thị trường nó thủng 1263 nó sẽ swing với biên dưới đó là quanh 1236-1240, biên trên là sao vậy, biên trên là 1290, đúng không? Thị trường ngày hôm qua vận động nó hoàn toàn có khả năng tăng trở lại tạo đáy, và các phiên còn lại của tuần này thì chúng ta có thể có một nhịp bật lên vùng 1263 rồi lại đè trụ để chỉ số chúng ta về biên dưới, ta có đường màu vàng với tay màu vàng mọi người đang thấy đây, cho nhịp swing trong tháng 11 diễn ra đó. Và rõ ràng phiên dịch ngày hôm nay chỉ thấy là thị trường chúng ta nó bật tăng lên quanh 1262 và support target mình nói 1263 rồi đấy. Kế hoạch hôm nay chỉ thấy là cổ phiếu, nếu thì chúng ta bật quay vào 1263 có thể tiến hành chốt ngắn hàng cổ phiếu và học canh phun hàng thì dưa hạ gì tuần trước thì tiến hành đánh giá cổ phiếu để cơ cấu là một phần lớn hàng và một phần ít tiền. Hôm nay sẽ khá là ít cơ hội để chị mua, hôm nay đánh giá cái cơ hội mua đấy, hôm nay công việc kéo là bán nhiều hơn, kéo là bán nhiều hơn, đó là những gì mà dễ thì thấy. Ví dụ như ngày hôm nay chị thấy có một vài cổ phiếu trong hệ thống, các cổ phiếu hồi nãy giờ nó bật thì Nghĩa chia sẻ với chị rồi, chứng khoán, ngân hàng, xong rồi mai xa các thứ, đúng không? Và ra chị thấy hệ thống mình cũng có đi một phiếu mà nó đang rất là tốt và BMB nhiều bình minh cho mua phiên dịch ngày 100 phiên dịch ngày 11 tháng 10 giá là mua là bao nhiêu ta, 122.5 đó. Sáng ngày hôm nay lên tới 137.3 là nghĩa do là thấp khách hàng nghĩa chốt 1/2 lãi 12%. Đấy anh chị, BMP đấy, dĩ nhiên này, BMP có một số những khi nghĩa nói thông báo chốt lại, có một số chị nhà tư khách hàng mới vào room ngạc nhiên luôn đó, là thị trường này mà có thể thực hiện hóa lợi nhuận với một mức lợi nhuận cổ phiếu tăng tốt như vậy, đúng không? Kéo là mình giao bán như vậy. Thì đặc trưng của khi thị trường nó swing á, nó là mua dưới bán trên, mua hỗ trợ bán kháng cự, mua đỏ bán xanh, đó là đặc trưng của thị trường swing. Đặc trưng của thị trường swing. Đó là góc nhìn của mình. Cho nên anh chị nhau tư mọi người cần phải hiểu,
nhiều bên mình có lãi rồi đúng không, cho chốt 1/2, 1/2 còn lại chặn lãi và thả cho nó chạy tiếp tục, vì ta kết 150 thôi. Người dân mua 122.5, ta kết 150, tức là quanh 20%. Hôm nay chạy lãi được 12% là hơn 1/2, phải thực hiện hóa lợi nhuận bằng 1/2 khối lượng là hợp lý rồi. Đó là cách mình đưa đúng à, từ từ à. Ok anh chị, ngoài các cổ phiếu đã bật đúng không, đây đánh giá thị trường nó không có thiếu cơ hội như vậy, quan trọng là chúng ta sẽ chọn cái điều gì thôi. Ok rồi, chúng ta vẫn đang thấy được một sự ổn định của những mảng ngân hàng, của các cổ phiếu khác cho nên không có chuyện gì cả. Rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm một vài ý. Thì chúng ta nhìn qua thị trường chung, chúng ta ở đây phương diện góc nhìn kỹ thuật ha, chúng ta thấy cái khung đồ thị H1 nó cho chị một cái đáy khá là rõ nét à. Và với một cái cây nến đánh của phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt ở cuối phiên thị trường kéo, ở trong cái livestream ngày hôm nay, nếu chị mọi người có nghe nghe nói về việc đó là thị trường của chúng ta mà sao vậy, mà sau 2:15 kéo á, là có thể ngày mai tiếp tục kéo điểm. Anh chị nào mà theo dõi livestream trong ngày hôm nay mà có đăng nghe video này thì mọi người do nghệ xin 4 số 1 xác nhận nếu người có nói điều đó nha, 4 số 1 ở bên phần comment nếu mọi người có nghe người nói điều đó. Ok rồi, thì rõ ràng chúng ta thấy thì chúng ta có thể kéo vào cuối ngày. Rồi nếu chúng ta nhìn qua không được thì H1 thì hoàn toàn có thể thuận lợi cho một phiên tiếp tục kéo đen ở phiên dịch ngày mai, và thậm chí thì chúng ta nó sẽ từ từ bò lên cái vùng 1273, 1274 luôn, hoàn toàn có thể bò lên trong 3 phiên cuối tuần. Tức là như cái cách đánh của phiên dịch ngày hôm nay thì nó sẽ đưa ra cái kịch bản tiếp tục để sẽ update với mọi người. Kịch bản thứ nhất đó là thị trường nó sẽ tăng luôn cả 3 phiên còn lại, và ngày mai vượt 1263 và lên tăng từ từ trong 3 phiên còn lại lên 1274, 1276. Thì anh chị và tôi mọi người sẽ phải trải qua cái cảm giác sẽ nói trên thị trường đó là thị trường tăng điểm trong sự nghi ngờ. Thế là nhà tư mọi người cứ còn nghi ngờ thị trường nó cứ đi lên trở lại đấy. Khi nào nhà tư mọi người tự tin với thị trường thì thị trường nó làm một quả úp, và khi đó lại vào chửi thị trường này xấu, thị trường úp buộc. Đó là đơn giản chúng ta thôi, đừng chửi thị trường nha. Do chính bản thân của chúng ta, do chính năng lực của chúng ta. Cho nên anh chị nhà tư mà mọi người chưa thích nghi được với thị trường, chưa có kế hoạch giao dịch phù hợp, khi nào nên cứng, khi nào nên mềm, khi nào nên mua, khi nào nên bán, nên chị mọi người về đồng hành cùng với hệ thống khách hàng của Nghĩa nha. Rồi đó là kịch bản 1. Thì cái kịch bản này nếu như thị trường mà nó tăng điểm trong sự nghi ngờ thì anh chị mọi người sẽ canh bán, anh chị phải canh bán. Lúc này anh chị sẽ canh hầu á, thì sẽ nhìn cái điểm số thị trường, nhưng mà mua là nhìn cổ phiếu nha. Mọi người nhớ lại này, hầu á là nhìn điểm số thị trường, nhưng mua là cổ phiếu. Tại vì khi hồi á thì chưa chắc tất cả các cổ phiếu nó đều hồi, nhưng mà khi giảm ấy thì phải 90% cổ phiếu trên thị trường nó sẽ giảm, không giảm trước thì phải giảm sau. Đó là cái đặc trưng của thị trường. Nên cái điểm hồi khi nó đã đạt target thì nó hoàn toàn có thể quay trở lại giảm, mà quay trở lại giảm thì khó, những cổ phiếu nó chưa hồi nó lại tiếp tục giảm, có một cái sự khó chịu như vậy. Ngay khi thị trường nó lên cái vùng 1273, 1274, nếu như bò từ từ trong sự nghi ngờ đó thì anh chị mọi người sẽ canh bán, và hoặc là có thể có một cái phiên thị trường chúng ta trong 3 phiên đầy thị trường đi lên và thị trường đánh tăng rất mạnh, có thể tăng 7 thậm chí đến 10 điểm như phiên dịch ngày hôm nay, thì cái phiên đó là phiên mà anh chị mọi người nên bán. Tại vì cái phiên đó là nhà tư người ta vào đua nha, khi mọi người khoái rồi quay trở lại đua là chết. Thị trường này mà cái đua là chết, thị trường swing là cái đỏ là anh chị mua, xanh tím là chị canh chị bán, chứ thị trường swing mà anh chị mọi người đua là chết. Cho mọi người hiểu rõ các hành động nha, và cái sự phát triển của thị trường trong 3 phiên còn lại, nếu như thị trường theo chiều hướng tăng á thì anh chị vẫn là đánh giá danh mục của mọi người, xem cổ phiếu nào anh chị mọi người cần cơ cấu chị bán ra, cổ phiếu nào giữ lại anh chị giữ. Nếu mọi người không đánh giá được điều đó, mọi người cứ chủ động liên hệ không có Nghĩa, vậy làm việc với Nghĩa theo số điện thoại hoặc là Zalo có trên màn hình hoặc ở bên phần comment, Nghĩa sẽ làm việc với mọi người ha. Ok, welcome anh chị nha, welcome mọi cả nhà đến với team. Đó là kịch bản 1. Kịch bản thứ hai nó chính là cái thumbnail mà Nghĩa để ở trong ngày hôm nay, đó là cơ hội giảm. Tức là nếu như thị trường chúng ta giảm thì ngày mai thì chúng ta sẽ giảm
ngày mai thì nó sẽ giảm, và cái sức giảm của thị trường nó sẽ nằm ở phiên chiều, để sử dụng một cái màu khác để nghĩa thị trường. Là buổi sáng thị trường vẫn có thể tăng, và thị trường chúng ta là tăng lên cái vòng 1263, thậm chí một cái 65. Nhưng anh chị thấy đến buổi sáng mà thị trường chúng ta giả sử nó không nằm trên được 1263, tức là đóng cửa buổi sáng không nằm trên 1263, thì bước qua phiên chiều thị trường chúng ta sẽ có khách sạn hút giá xuống, và khi đó thị trường chúng ta có sẽ bắt đầu một cái sự điều chỉnh trở lại, giảm trở lại. Và cái việc giảm này chắc chắn nó sẽ hướng tới câu chuyện là lắp gáp luôn, lắp cái gáp này luôn, và có thể nó sẽ giảm từ chiều ngày mai đến hết tuần. Nhớ nha, nếu sáng ngày mai thì đừng đóng cửa buổi sáng mà nó không nằm trên 1263 thì có thể buổi chiều thì nó quay trở lại nó giảm. Và chắc chắn cái việc giảm lúc này nó sẽ là đè trụ chứ không phải đè mít cáp, vì bây giờ thì đường mà muốn lắp gáp á, là nó phải về 1254 thì nó giảm ngược đâu đó khoảng cỡ 6 điểm không vậy, thậm chí đập thủng 10 điểm thì nó phải đè trụ. Cho nên anh chị mà nào mà người đang cầm các cổ phiếu trụ thì ngắn hạn là phải chịu sự tra tấn đấy, có thể dày vò anh chị gây hoang mang, còn dài hạn thì vô tư. Dài hạn mà như hệ thống khách hàng của mình ôm STB là 29.7, TPB ôm ở quanh 15, MBB ôm 24, hoặc phát ôm ở 245 đến 25, Masan ôm quanh 73 thì thoải mái như vậy. Dài hạn thì khách hàng cứ đi một vài cổ phiếu như vậy thôi, thoải mái, tẹt ga. Nhưng ngắn hạn thì nó là câu chuyện khác. Tuy nhiên người sẽ đồng cảm và người hiểu được những chuyện mọi người đa số trên thị trường là đầu tư ngắn hạn. Đa số chúng ta sẽ mua khi nó tăng, chúng ta cứ thấy tăng chúng ta sẽ thoải mái chúng ta mua, chứ giảm chúng ta ít mua. Người hiểu cái thời gian mà người mới vào thị trường thì cũng như anh chị thôi, nhưng mà cố gắng là mình sẽ thích nghi và sẽ giải quyết được cái việc này. Cho nên anh chị mọi người có thể trao đổi cùng với Nghĩa để có thêm những cái góc nhìn đồng cảm để mọi người có thể dễ dàng hành động ha. Đó, cái kịch bản này nếu như thị trường giảm á thì nó sẽ mang lại cơ hội mua cho anh chị đấy, tại vì nghĩa nghĩ nó sẽ tạo cái đáy hai nhiều hơn, nó giảm để tạo cái đáy hai nhiều hơn. Giả sử nếu thị trường chúng ta lắp gáp mà thị trường chúng ta không phá đáy 1250 thì H1 nó sẽ cho anh chị hai đáy. Nếu cho hai đáy thì sau này thị trường chúng ta nó quay trở lại và thậm chí có thể nó hướng lên là cái vùng biên range swing chính xác đó là vùng 1290 luôn. Đó là cái sự phát triển của thị trường nếu thị trường chúng ta có được hai đáy trong H1. Còn nếu như thị trường chúng ta phá đáy như vậy thì sao? Thì thị trường nó sẽ có thể nhúng xuống một dưới 1250, có thể quanh 1245, 1243 bao nhiêu cũng được. Nhưng thị trường nó xuống đó thì nó lại sẽ cho đáy ở dưới này, chứ nó không có phải chạy đâu cả. Tại vì nếu như xuống như vậy thì anh chị sẽ thấy thị trường chúng ta có phân kỳ khá rõ luôn. Mọi người, mọi người nhìn nha, nếu thị trường chúng ta giả sử mà đạp xuống phá đáy cho 1247 đi, về cái bên dưới thì anh chị sẽ thấy rồi cái nó chỉ bẻ xuống ở chỗ này thôi, chứ nó không thể thủng cái đoạn này được, và khi đó nó sẽ có phân kỳ H1, nó có phân kỳ cho H1 như vậy. Có phân kỳ cho H1 và thậm chí và thậm chí nó có thể có cả phân kỳ của cái gì anh chị, của dòng tiền luôn. Rồi này dòng tiền nó ém xuống rồi nó bật lên đó. Đây nhìn qua thì xác suất nào cũng được thì giảm, cho nên nghĩ giảm nó là cơ hội mua và nó đè trụ. Thì nếu như mà nói về kịch bản tăng thì đã hành động như thế nào rồi đúng không ạ? Bây giờ kịch bản giảm này, nếu kịch bản giảm á, thì trước hết đè trụ thì sẽ có khá là nhiều cổ phiếu trụ, có thể nó sẽ vận động, không phải là đè một trụ. Nếu thị trường mà đè một trụ thật sự nó lại ác, nó giống như câu chuyện nó đè hôm thứ ba là đè GVR và thứ năm là dùng Vinhome và STB á, đấy thì có thể bây giờ nó sẽ đè thêm nhiều các cổ phiếu ngân hàng khác cùng một thời điểm. Ví dụ như anh chị thấy STB hồi trước mình nói là nếu STB nó giảm thêm về vùng giá quanh 31.7 và 32 thì anh chị mua tẹt ra, thậm chí anh chị mọi người có thể phun hàng, phun margin đoạn này và giữ lâu dài luôn. Thì chúng ta vẫn đợi á, có thể nó sẽ đè STB thêm một tí nữa, đè thủng cái đoạn này nhúng về đây thì anh chị mọi người mua canh 32 này. Đó, ví dụ như TPB, giả sử TPB nếu như nó đè xuống khoảng cỡ quanh 16.4, 16.5 mọi người có thể mua được. Không phải đợi dấu găm đâu vậy, đừng đợi dấu găm làm gì, 16.3, 16.4 đoạn này
hay là MBB, ví dụ như thế nó bật nó đè nó sẽ quay trở lại cho đáy hai, như thế đáy một đáy hai nó tách lại giao găm thôi, không có vấn đề gì hết. Sau đó có khách sạn khúc giá lên là đẹp rồi. Anh chị thấy gì nữa, ACB nó cũng tương tự như MBB ha. Hay là chúng ta có CTG, CTG nó cũng tách trở lại đã tạo đáy hai thôi. Như thấy CTG ở đây đây, và vì từ thứ năm là các cổ phiếu ngân hàng nó có khách sạn hướng giá lên, cho nếu như mấy mai giảm thì, và thậm chí thứ năm giảm tiếp thì sau đó nó sẽ vẫn có khách sạn hướng giá lên, cho nên các câu chuyện mà nó giảm sâu nó không có, vậy qua nó test nó là mang lại điểm mua cho anh chị, đó là người mình dùng từ cơ hội. Hay là các cổ phiếu nhóm ngành mid cap cũng sẽ như vậy thôi, ví dụ như chứng khoán, ví dụ như chứng khoán gì thế BVS, giả sử nếu thị trường chúng ta đè thì các cổ phiếu chứng thì có thể nó cũng sẽ chỉnh nhẹ lại, ví dụ như BB nó chỉnh nhẹ lại anh chị, mọi người là kênh mua quanh 39-39.2 đấy. Hay CTX có thể là sự nhúm trở lại quanh cái dấu găm 36-7 anh chị, mọi người lại kênh mua, hầu như nó sẽ đánh theo kiểu đó. Nếu như thị trường chúng ta chỉnh một phát lắp gáp dưới 1200 quanh 1250 hoặc dưới 1250 thì nó đều mang lại cơ hội cho anh chị mọi người mua, chứ không có phải là cơ hội, không phải là cái rủi ro để anh chị mọi người phải bán nha. STX này nó cũng như vậy thôi, không khác gì cả. Ok rồi, đây là gì, massage ok cả nha. Rồi đó là các cái kế hoạch của Nghĩa về thị trường để chị nhà đầu tư mọi người có thể hình dung và nắm bắt nha. Vì mọi người nghe rõ không ạ? Nếu chị mọi người đã rõ ràng rồi, mọi người cho người xin 4 số 9 ở bên dưới và comment xác nhận cái anh chị ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhắc thêm một ý nữa ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Cái này thì nó để mọi người sẽ nhìn một cái bức tranh nó rộng hơn chứ không phải là ngắn hạn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay mọi người thấy nãy giờ Nghĩa có nhắc tới một vài nhóm ngành nè, thép đâu à, dĩ nhiên thép ta, dĩ nhiên qua ngày hôm nay rồi có nhóm ngành bán lẻ đấy. Rồi đúng không, dĩ nhiên nhóm ngành nông nghiệp chăn nuôi có sắc xanh khá là đều, dĩ nhiên nhóm ngành thủy sản, dĩ nhiên nhóm ngành phân bón hóa chất, dĩ nhiên nhóm ngành dệt may đúng không cả nhà, dĩ nhiên ngành vận tải cảng biển. Thì các nhóm ngành ở trên nó có một cái đặc trưng là gì anh chị? Nó nằm trong cái cụm từ mà Nghĩa thường chia sẻ với chị trong kinh tế vĩ mô và tiền tệ trong các video hàng tháng, đó là thuộc lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Và nếu có chị nào mọi người có theo dõi các video người ta nhớ về góc nhìn kinh tế vĩ mô tiền tệ hàng tháng, người nói với mọi nhà hãy chú ý các nhóm ngành sản xuất công nghiệp cho giai đoạn cuối năm, sản xuất công nghiệp cho giai đoạn cuối năm. Tại vì có một cái điểm rất quan trọng, đó là gì anh chị? Chỉ số IIP, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP nó luôn duy trì mẫu mức tăng rất là tốt. Đặt cái này là ngày cập nhật cho các khách hàng của Nghĩa ở ngày 7 tháng 10 sau khi có số liệu ngày 6 tháng 10 của quý 3 cũng như là 9 tháng. Mình vẫn cập nhật liên tục tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì Nghĩa đã nói rất kỹ đó là chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng so với là cùng kỳ ấn tượng ở mảng công nghiệp với mức là 12,7%. Và tính từ đầu năm 2024 đến nay, chỉ số IIP thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ như IIP của 9 tháng là 12.7 trong khi GDP là 6.82. Nên các mảng các doanh nghiệp bên mảng sản xuất này và công nghiệp phải có lợi nhuận khủng. Đấy, hướng dòng tiền đến các nhóm ngành sản xuất công nghiệp để quý 4 sẽ bung số liệu lợi nhuận. Thép thì sản dệt may gỗ và chúng ta chỉ chọn thép chứ không cộng thêm yếu tố sàng lọc trên thị trường. Thì bây giờ việc ngày hôm nay mọi người thấy cái điều đó nó đang đến dần nha. Cái tầm nhìn và góc nhìn từ 1 tháng trước, 2 tháng trước, 3 tháng trước thì có chia sẻ câu chuyện này để mọi người nhìn về bức tranh nó lớn hơn. Nhưng đa số chúng ta sẽ quan tâm về cái ngắn hạn. Cổ phiếu hôm nay giảm thì hôm nay thì nó giảm 10-13 điểm sợ quá. Không ai nhìn về góc nhìn lớn rất ít, rất ít. Thì đây là một cái câu chuyện để mọi người sẽ nhìn ra cuối năm. Chắc chắn thì giờ tới cuối năm chuẩn bị bước qua tháng 11 rồi, chúng ta sắp kết lại tháng 10 rồi. Trong tháng 11, tháng 12 sẽ là 2 tháng chạy đua của các cổ phiếu về mặt sản xuất và công nghiệp, nghĩa là đánh giá nó có khả năng tăng trưởng. Để nó làm đẹp cho cái báo cáo tài chính quý 4 của mình, nó bung cái lợi nhuận ra. Anh chị sẽ thấy các nhóm ngành là sản xuất bên mặt công nghiệp như là thép, dệt may, thủy sản, chăn nuôi, rồi có cả vận tải nữa.
nó sẽ bung được số liệu lợi nhuận cho giai đoạn quý 4 á, cuối quý 4 và làm đẹp cho báo cáo tài chính năm. À, hôm nay nó đã đánh dấu điều đó rồi, thì hiện dần dần. À, cho nên nha, có thì có một phương pháp đầu tư nữa, đó là anh chị mọi người đánh giá được kinh tế vĩ mô thì mọi người có thể đi thêm một cái câu chuyện đó. À, thì nếu nhiều người không đánh giá điều đó thì anh chị cứ tham gia phần mềm thống khách hàng của Nghĩa để đánh giá cho anh chị. À, mình có đầy đủ kiến thức thì mình có thể trang bị tất cả những công cụ cho anh chị, từ kiến thức kinh tế vĩ mô, góc nhìn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kỹ thuật cơ bản, mọi thứ Nghĩa đều có thể làm được. Anh chị cần gì Nghĩa sẽ làm việc với mọi người ha, đến là đón, không có ngại gì hết anh chị. Ok cả nhà nhé. Rồi, nên welcome tất cả các anh chị ha. Hy vọng là cái video này nghĩ rằng nó không đủ dài để mọi người có thể thấm nhuần với thị trường và cũng hiểu rõ kế hoạch anh chị nên làm gì. À, và chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi live video tại đây. À, một lần nữa thì hy vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng với lại anh chị nhà tư chúng ta nhiều hơn. Anh chị nếu thấy video này hay nhớ để lại một like, một tim ở bên phần comment. Nếu anh chị nhà tư mọi người theo dõi rồi, tin tưởng rồi thì về đồng hành cùng với Nghĩa bằng việc mở tài khoản tại AXI với ID là 2760 hoặc là có tài khoản AXI chuyển chuyển ID về. Nếu anh chị mọi người vì một lý do nào đó mà không giao dịch tại AXI thì anh chị mọi người có thể mở tài khoản tại Zen. Đặc biệt những anh chị mà quen sử dụng đồng 7 margin cao thì có thể giao dịch tại Zen với tỷ lệ là 28 là 1 năm 41 sức mua năm. 200 thì được 1 tỷ, 1 tỷ thì được 5 tỷ kiểu như vậy. Thì không có thể về giao dịch tại Zen với ID của Nghĩa là BR8362. Nghĩa sẽ đồng hành cùng với mọi người. Rồi, welcome tất cả anh chị và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.